Nhân Nha Trang 79 không kính chào quý cô bác chị và các bạn. Hiện tại em đang đi trên con đường Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang. Bây giờ là 9 giờ sáng ngày 29 tháng 11 năm 2024. Sáng nay em vào quần chạy dạo quanh thành phố Nha Trang. Bây giờ em sẽ quẹo phải đi vào cái con đường Đồng Nai. Đây là một cái con đường tuy nhỏ thôi nhưng mà em thấy rất là sầm uất mọi người. Bây giờ em quẹo vô cái con đường Đồng Nai đây. Đây con đường Đồng Nai. Một con đường một bề ngang là chỉ có tầm rộng tầm 7 mét thôi. Nhưng mà quán xá rất là đông đúc luôn. Thì nếu mà quý quán chị nào ở con đường Đồng Nai thành phố Nha Trang thì sẽ biết được cái con đường này nói như thế nào. Nhà cửa sang sát và quán xá cũng rất là đông đúc. Đây là con đường Đồng Nai nha mọi người. Trời Nha Trang thì mấy hôm nay thì âm u, gió rất là mạnh và đặc biệt là trời cũng rất là se lạnh luôn. Như mọi người nếu mà có theo dõi tình hình thành phố Nha Trang thì cũng biết đó, thì ngày hôm qua thì thành phố Nha Trang đã xảy ra hai cái vụ tai nạn rất là đau lòng thương tâm. Một vụ thì xảy ra tại đường Phương Xài, thành phố Nha Trang. Đó là một vụ hỏa hoạn mọi người, ở một cái khu nhà 3 tầng kinh doanh về dịch vụ đồ mai táng đó. Thì người dân phát hiện ra cái vụ hỏa hoạn này là lúc tầm khoảng 10 giờ sáng thôi. 10 giờ sáng thì lửa là bắt đầu nó bén, thì người dân phát hiện thì khi mà phát hiện thì ở phía bên trong nhà 3 tầng thì có 4 người, có 2 người lớn và 2 chị nhỏ. 2 người lớn này là ông bà đó mọi người, cũng là người cao tuổi, lớn tuổi rồi. Và 2 cháu nhỏ, đặc biệt là rất là nhỏ luôn. Một cháu thì sinh năm 2023 và một cháu sinh năm 2024. Khi mà vụ cháy hỏa hoạn xảy ra thì ông bà của hai cháu này đi lên gấp xếp để mà vậy như là để cứu hai cháu bé thoát khỏi đám lửa. Nhưng mà khi mà lên nó rồi thì đó, lửa nó bùng phát dữ dội quá rồi, không thể nào mà ra được mọi người đó. Thì đến 11 giờ sáng, 11 giờ trưa thì lực lượng phòng cháy chữa cháy của thành phố Nha Trang đã có mặt tại hiện trường và dập tắt được cái đám cháy đó. Nhưng mà thật là xót xa, thì bốn người đã tử nạn, bốn người đã tử vong, không thể nào mà cứu được mọi người. Như mọi người cũng biết đó, mọi cái vụ hỏa hoạn xảy ra là đều là do chích ngạt là chủ yếu, là do khói, do khói độc nó bùng lên thì hít vào thì bị ngộ độc và sẽ bị tử vong ngay lập tức. Đó, thông thường là những vụ cháy là chết vì khói ngạt. Cho mọi người thấy đường Đồng Nai rất là sầm uất nha. Những dịch vụ mua bán đồ rất là sầm uất luôn. Con phố một cái tuyến đường nhỏ thôi nhưng mà rất là náo nhiệt. Hai bên đường mọi người thấy người ta bán đủ thứ hết. Chợ búa nói chung là một cái con chợ nhỏ luôn. Con chợ nhỏ. Đồng Khánh sẽ đi rất là chậm để cho mọi người có thể quan sát được cái con đường Đồng Nai này nó như thế nào. Mọi người xem video của Đồng Khánh thì cho Đồng Khánh một like. Nếu mà quý các anh chị này chưa nên ký kênh thì nhớ nhấn vào cái nút màu đen ở phía dưới video, nhấn vào cái chuông nhận thông báo để nhận thông báo khi mà Đồng Khánh ra video. Đồng Khánh rất là cảm ơn. Đồng Khánh em đi thật là chậm rãi để mọi người xem cái quan sát cái con đường Đồng Nai nó sầm uất như thế nào. Người ta bày bán ra đồ livestream ngay chỗ lòng đường luôn mọi người. Đó, trong lòng đường luôn. Mọi người thấy không? Vậy như là một khu chợ, vậy như chợ Tầm Hỏm. Cái gì cũng có, đồ livestream, trái cây, thịt thà, rau củ quả, trứng, đồ đủ thứ hết mọi người. Chúng ta không phải cần đi vào những ngôi chợ lớn làm gì, chúng ta quần quần đi ra đây thì chúng ta đã mua
đủ những cái nhu cầu thiết yếu cho gia đình sinh hoạt mọi người. Phía bên trái có cái xe bán thịt đây rồi. Ông ta nói một cái con đường rất là đông đúc, rất là náo nhiệt, sầm uất, ăn uống đồ đều có hết luôn, rất là tiện lợi. Người ta bán như thế này rất là tiện lợi, người dân sống ở xung quanh những khu phố này chỉ đi bộ ra thì chúng ta có thể mua những gì cần thiết để về sinh hoạt gia đình. Đây cái cây này. Trời ơi, mà mấy bữa nay Nha Trang rất là âm u. Hôm nay là 29 tháng 11 năm 2024 rồi người. Chuẩn bị tới 30 âm lịch là người ta cúng kiến, nên là thấy những cái tiểu thương họ bán bông trái cây ở chiều. Cá đồ mọi người. Đó, một con đường rất là nhỏ. Mọi người thấy nó đông đúc như thế nào. Đồ hải sản hay đồ tôm cá rồi có hết luôn. Nó gần như là giống như là một cái khu chợ nhỏ mọi người. Khu chợ nhỏ không thiếu món gì luôn. Con đường Đồng Nai này thì từ xưa giờ thì nó cũng vậy, nó cũng không có mở rộng ra mọi người, nó cũng vậy, nó cũng nhỏ như vậy thôi. Chợ này chợ Phước Hải mọi người. Chợ Phước Hải mọi người. Theo xe mọi người thấy có cái chữ chợ Phước Hải cũng rất là thú vị luôn. Một ngôi chợ nhỏ, rất là nhỏ, nằm ở đường Đồng Nai, phố Nha Trang. Quá tiện lợi luôn. Một ngôi chợ này cũng đã có rất là lâu rồi chứ không phải là mới mở đây. Thì sau này thì những cái hộ tiểu thương nhỏ lẻ thì họ mới bán, họ mới cái bày bán ra ngoài lòng đường là đường này thôi, chứ thực tế là cái ngôi chợ Phước Hải này có lâu lắm rồi. Thì cũng trong ngày hôm qua, tức là ngày 28 tháng 11 thì cũng xảy ra một tai nạn tại đèo Khánh Lê thuộc huyện Khánh Vĩnh, địa phận tỉnh Khánh Hòa đó mọi người. Thì cái chiếc xe chở 20 hành khách đổ đèo Khánh Lê từ Đà Lạt xuống Nha Trang thì bị mất phanh mọi người. Mất phanh thì tài xế đã lái xe cho đâm vào cái vách núi để mà tránh xe rơi xuống vực thẳm mọi người. Thì cái vụ mất phanh thì tài xế đánh xe vào vách núi đó thì đã nói chung là chỉ là những hành khách là chỉ là bị xây xát nhẹ thôi, có hai hành khách là bị chấn thương nặng. Thì toàn bộ những hành khách này, 19 hành khách này là thuộc khách Trung Quốc, trong đó có một huấn nhân viên người Việt Nam thôi mọi người. Thì đèo Khánh Lê là có chiều dài là khoảng 33 km và nằm ở độ cao 1.700m so với mực nước biển. Khi mà chúng ta đi Nha Trang Đà Lạt hoặc là Đà Lạt Nha Trang thì chúng ta phải đi qua cái cung đường đèo này thì sương mù rất là dày đặc đó. Thì những cái chiếc xe ô tô khi mà đi lên đèo xuống đèo, nếu mà chúng ta rà thắng nhiều thì thắng dễ bị hư lắm mọi người. Thì rất may là cái vụ tai nạn thứ hai thì đã xảy ra thì chỉ là xây xát nhẹ thôi, không có vấn đề gì là nghiêm trọng, không có thiệt hại về người. Giờ em đi thẳng ra cái cung đường Lê Hồng Phong luôn. Cung đường Lê Hồng Phong Phước Hải núi dài. Đường Lê Hồng Phong đây mọi người.
cung đường Lê Hồng Phong này cũng thường xuyên cũng xảy ra những vụ tai nạn của mọi người à. Bởi vì cái đường hai chiều nhưng mà nó nhỏ mọi người, thì nhưng mà mật độ xe cộ rất là đông, nhất là những cái giờ cao điểm á. Giờ cao điểm thì công nhân viên, học sinh đồ đi về hoặc là đi làm thì rất là đông, thì cũng lâu lâu thì cũng sẽ xảy ra một vài cái vụ tai nạn ở trên con đường Lê Hồng Phong này. Cho em sẽ quẹo bên tay trái để đi rẽ để vào cái con đường Vân Đồn, cái con đường Vân Đồn. Đường Vân Đồn, thành phố Nha Trang mọi người. Thì sáng nay em cũng quay sơ về con đường Đồng Nai và cập nhật hai cái tin và hai vụ tai nạn xảy ra tại là thành phố Nha Trang cho những các anh chị nắm như vậy đó. Thôi thì bà Khánh xin kết thúc video đây và hẹn quý các anh chị ở một video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.